Vào sáng nay ngày 12 tháng 8, bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội sẽ bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, kể cả trong ngày nghỉ. Cũng liên quan đến vụ án ngoài bị cáo Phùng Anh Lê, còn có 3 bị cáo khác là Nguyễn Đức Châu, cựu trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Vũ Công Ngọc, cựu đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Lê Đình Trung, cựu đội phó đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận Tây Hồ cùng bị xét xử về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chủ động gợi ý nhận hối lộ 110 triệu đồng, rồi chỉ đạo cấp dưới thả người trái pháp luật ba bị cáo còn lại chỉ biết là làm theo chỉ đạo của bị cáo lê là trái pháp luật nhưng vẫn chấp hành thực hiện